Chào anh chị, nay thứ tư ngày 2 tháng 11. Sáng nay các lớp thi giữa kỳ môn vi tích phân 2B, đề giữa kỳ. Kỳ 1 năm học 2022-2023, đề này dành cho lớp 21-1. Kỳ 1 này thì có 3 lớp học lại. Lớp 21-1 là lớp tôi giảng. Các lớp lại thì có truyền thống là sẽ ra đề riêng câu 1. Dạ. Một này nói cách khác là tìm cực trị. X mũ 3 cộng 3 xy trừ 9x trừ y cộng y bình cộng 5. Thì bước thứ nhất, tính đạm riêng của hàm f theo biến x. X mũ 3 đạm hàm bằng 3 x bình phương. 3 xy lấy đạm riêng theo x là 3 y. Trừ 9 x đạo hàm là trừ 9 cho bằng 0. Trừ y cộng y bình cộng 5 là hằng số đạo hàm bằng 0. Đạm riêng của f theo y. X mũ 3 đạm bằng 0, 3 xy lấy đạm riêng theo y là 3 x. Trừ y đạo hàm là trừ 1, cộng y bình đạo hàm là 2y cho bằng 0. Ba x bình, 3y trừ 9, đạm riêng theo y thì có 3 x trừ 1 cộng 2y. Từ phương trình thứ nhất tôi rút y theo x đi. Trừ 9 chuyển qua là 9 chia 3 là 3. 3 x bình chuyển qua là trừ 3 x bình chia 3 là trừ x bình phương. Thay vô phương trình thứ nhì, 3 x trừ 1 cộng 2 y là cộng với 2 nhân với 3 trừ x bình bằng 0. Các anh chị được 2 x bình phương nhân ra là đổi dấu luôn, trừ 3x, 3x đổi dấu là trừ 3x, 2 x 3 là 6, trừ 1 là 5, đổi thành là trừ 5, 0, y bằng 3 trừ x bình phương. Ở đây có dạng A trừ B cộng C bằng 0, một nghiệm là 1, một nghiệm là trừ 1, và một nghiệm là trừ C chia A, 5 chia 2. X bằng trừ 1 thì y, 3 trừ y trừ 1 bình phương là 2. Này, x bằng chứ. 3 trừ đi 25 chia 4 là trừ 13 chia 4. Tóm lại là có 2 điểm dừng. A trừ B cộng C bằng 0, một nghiệm là trừ 1, một nghiệm là trừ C chia A là 5 phần 2, đúng không?
chạy xoa đàm riêng cấp 2 theo biến x. 3x bình đạo hàm là 6x. 3x trừ 9 đạo hàm là 0. B là đạo hàm riêng cấp 2 hỗn hợp. Đạm lần thứ nhất theo x, đạo hàm lần thứ nhì theo y rõ ràng là 3. C là đạm riêng cấp 2 theo biến y. Lần thứ nhất theo y, đạo hàm lần nữa theo y rõ ràng là 2. Giờ delta bằng a nhân c trừ b bình. A nhân c các anh chị thấy là 6x nhân 2 là 12x. Trừ b bình là trừ 9. Bây giờ tại điểm dừng thứ nhất, đặt tên là M1 đi. X bằng trừ 1, y bằng 2. Delta 12 nhân x là trừ 12. Trừ 9. Bằng trừ 21, nhỏ hơn 0. Vậy điểm M1, hoành độ bằng trừ 1, tung độ bằng 2. Các chị kết luận là điểm yên ngựa. Giờ điểm dừng thứ nhì. X bằng 5 phần 2. Y bằng trừ 13 chia 4. Delta là bằng 12x trừ 9, 12 nhân với 5 chia 2 trừ 9. 12 chia 2 là 6 nhân 5 30 trừ 9 là 21. Dương. Về hệ số A là 6 nhân x. Ra lấy C cũng đủ rồi. Là bằng 6 nhân với 5 phần 2 15. Dương luôn. Vậy chúng ta kết luận là hàm số đạt cực tiểu tại M2. Hoành độ là 5 phần 2, tung độ là trừ 13 chia 4. Và tới đây là cũng kết thúc luôn cái bài số 1. Ta làm dấu kết thúc bài. Cơ bản ha. Câu 2. Giải. Tính gần đúng biểu thức căn bậc 2 của 4,01. Bình phương cộng với 2,97. Bình phương. Dạng bài này thì ở lớp đi học ở đâu tập đầy đủ nữa. Đặt fxy. Căn bậc 2 của x bình cộng y bình. 0 bằng 4. 0 bằng 3. X bằng 4,01. Y bằng 2,97. Ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến x. Căn u đạo hàm bằng u phải chia 2 căn u là x bình, đạo hàm là 2x chia 2 căn là tôi viết luôn x chia căn. Đạo hàm riêng của hàm f theo biến y cũng vậy luôn. Vậy cho nên đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại x0, y0
x thay với 4 chia cho căn bậc 2 của 3 bình phương. 4 bình phương cộng 3 bình phương. Chúng ta phải viết số 4 trước. 4 phần 5. Đạo hàm riêng của hàm f thay biến y tại x0, y0. Y thay với số 3. Chia căn bậc 2 của 4 bình phương cộng 3 bình phương. 3 chia 5. Áp dụng công thức xấp xỉ tuyến tính, ta có trong lý thuyết có học rồi ha. Với cách đặt hàm f cũng như các số liệu như vậy thì biểu thức a ban đầu rõ ràng là f tại xy, mà f tại xy thì lại gần bằng f tại x0, y0 cộng với f phải theo x tại x0, y0 nhân với x trừ x0 cộng với đạo hàm riêng của hàm f thay biến y tại x0, y0 nhân với y trừ y0. Dễ máy đi, thoải mái. Và a gần bằng f tại xy, hình như chưa tính ta, f tại zero zero bổ sung gì đó vào f tại zero zero. Dễ thấy là căn bậc 2 của 3 bình phương cộng 4 bình phương, 4 bình cộng 3 bình. Nhòe mực liền các anh chị ha. F tại x0, 0 như vậy là 5. F phải theo x tại x0, 0 là 4 chia 5. X các anh chị thay bởi 4,01 trừ đi 4. Chia 0 thay bởi 4. Cộng với 3 chia 5. Y thay bởi 2,97 trừ 0 thay bởi 3. Cộng với 0,01 4,01 trừ 4 là 0,01 nhân 4 là 0,04 chia cho 5. 2,97 trừ 3 là trừ 0,03 nhân với 3 là trừ 0,09 chia 5. 0,04 mà trừ 0,09 là trừ 0,05 chia 5 là trừ 0,01. Cho nên là gần bằng 4,99 là đáp 6 của câu 2. Câu 2 thì cách viết bài đầy đủ các bước vậy. Lớp này thì đã học tới tuần thứ 8 rồi, cho nên là đã học tới tích phân đường rồi. Mà thi giữa kỳ thì giới hạn tới tích phân kép thôi. Như nhanh hơn lớp nội dung có thêm cái phần tích phân. Câu 3. Nhưng trên lớp thì đã ôn tập hết rồi. Dạ. D là tập hợp tất cả các điểm có từ độ xy sao cho x bình phương cộng y bình bán bằng 2. Và bài toán đặt ra là tính tích phân trên miền D của x cộng 2y.
Đây. Cái thứ nhất là vẽ miền đê. Đây thật ra chính là hình tròn tâm góc tọa độ bán kính là căn bằng 2 của 2. Tương đối. Trừ căn 2, trừ căn 2. Căn 2, căn 2. Và miền D chính là nguyên cái hình tròn đó. Thì thời gian nó cũng không còn. Tương đối nhanh, chút gạch gạch cho nó nhanh. À, miền D, miền lấy tích phân là hình tròn. Vậy bước thứ nhì mình nói chuyển sang hệ tọa độ cực. Thì miền D theta rõ ràng là các anh chị thấy đi từ 0 đến 2 pi, R đi từ 0 đến bán kính của đường tròn là căn bậc 2 của 2. Và để ý công thức chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực, x bằng R cos theta, y bằng R sin theta. Như vậy y bằng tích phân từ 0 đến 2 pi, R đi từ 0 đến căn bậc 2 của 2, x thay bởi R cos theta, 2 nhân y, y thay bởi R sin theta. Khi chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực thì nhớ nhân thêm thừa số R, R d theta. Rõ ràng hàm số dưới dấu tích phân tách thành tích của hai hàm theo hai biến độc lập cận đều là hằng số, cho nên mình tách thành tích của hai tích phân xác định luôn. Tích phân từ 0 đến 2 pi có theta cộng 2 lần sin theta d theta nhân với tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2, R bình dR. Một nguyên hàm của cos là sin, một nguyên hàm của sin là trừ cos. Một nguyên hàm của R bình là R mũ 3 chia 3. Cận đi từ 0 đến căn bậc 2 của 2. Thay theta bởi cận trên là sin của 2 theta, là sin 2 pi trừ 2 cos của 2 pi. Trừ đi thay theta bằng 0 là trừ sin 0 cộng 2 cos 0. Nhân với R mũ 3 là căn 2, lũy thừa 3 là 2 căn 2. Chỉ 3. Giờ chúng ta để ý là sin 2 pi là bằng 0, cos 2 pi là bằng 1, sin 0 bằng 0, cos 0 bằng 1. Cho nên chúng ta thấy sẽ bằng 0 nhân với 2 căn 2 chia 3. Cho nên đáp số bằng 0. Và như vậy bài tích phân thì tương đối cơ bản. Chuyển qua hệ tọa độ cực nhưng mà số liệu nó cũng vừa phải. Câu 4. Hàm fxy
xy chia 2x bình cộng y bình với xy khác 0,0 bằng 0 nếu xy bằng 0,0. Chứng minh rằng các đạo hàm riêng bằng 0 nhưng mà hàm số thì không liên tục tại điểm 0,0. Đạo hàm riêng của hàm f tại biên x tại 0,0 theo định nghĩa là bằng liêm f tại 0 cộng h 0 trừ đi f tại 0,0 chia h, h tiếng Việt 0. Bằng liêm thay x bởi h, y bởi 0 vô cái biểu thức thứ nhất, chúng ta thu được là h nhân 0 chia cho h bình cộng với 0 bình trừ đi f 0,0 dễ thấy 0 chia h. H tiếng Việt 0. Như vậy là bằng liêm của 0 chia h. H tiếng Việt 0. Bây giờ 0 chia h trước bằng 0. Mình lấy giới hạn của hàng số là chính nó. Hoàn toàn tương tự như vậy. F phải theo y tại 0,0. Liêm f tại 0. Y tại bậc 0 cộng h. Trừ đi f tại 0,0 tất cả chia h. H tiếng về 0. Bằng liêm x thay bởi 0, y thay bởi h, 0 nhân với h chia 0 bình cộng h bình trừ đi f tại 0,0 là 0 chia h. H tiếng về 0. Thế vào thôi. Các anh chị thu được liêm của 0 chia h. H tiếng về 0. Rút gọn trước 0 chia h là 0. H tiếng về 0. Và cuối cùng là lấy liêm, liêm của hàng số là chính nó. Như vậy chúng ta thấy hai cái đạo hàm riêng là có rồi. Và bây giờ nhưng mà chúng ta đi chứng minh rằng là hàm này lại không liên tục. Xét giới hạn. Liêm của xy chia căn bậc 2 của xin lỗi, chia cho 2 x bình, bỗng nhiên căn ở đâu hết trời. 2 x bình cộng với y bình. Khi xy tiến về 0,0. Thì mình đặt gxy bằng xy chia 2x bình cộng y bình như vậy. Cái chỗ này như thiếu số 2. Dĩ nhiên đáp số nó vẫn vậy thôi, 2 nhân h bình, 2 nhân 0 bình, 2 x bình cộng y bình. Giờ chúng ta xét hai dãy. Dãy thứ nhất xn, yn.
dù 1 chia n 0 đi. Rõ ràng khi n tiến về cộng vô cùng thì dãy trong không gian hai chiều này rõ ràng tiến về 0 0. Bây giờ dãy thứ nhì xn phẩy yn phẩy dùng 1 chia n, 1 chia n. Khi n tiến về cộng vô cùng thì rõ ràng là cũng tiến về 0 0. Bây giờ chúng ta xem hai dãy ảnh, ta có r của xn yn. Các chị thay x bởi xn là 1 chia n nhân với yn là thay bước 0 chia 2 nhân với 1 chia n bình cộng với 0 bình. Rõ ràng các anh chị thấy là bằng 0. 1 chia n nhân 0 là 0, chia 2 chia n bình rõ ràng là 0. Đây là dãy hằng và khi n tiến về cộng vô cùng thì rõ ràng là cũng tiến về 0, và đây coi như hằng số ăn L1. Đặt là L1. Bây giờ dãy ảnh thứ hai r của xn phẩy yn phẩy. Thay x bởi xn phẩy là 1 chia n. Y thay bởi n phải cũng là 1 chia n, chia 2 nhân với 1 chia n bình cộng với 1 chia n bình. Trên tử là 1 chia n bình, dưới mẫu là 3 chia n bình. Như vậy chia tử với mẫu đi là còn 1/3 là dãy hằng ha. Và khi n tiến về cộng vô cùng thì rõ ràng tiến về 1/3, và hằng số này đặt là là 2 đi. Và như vậy là hai dãy ảnh cùng tiến về 0,0, nhưng mà xin lỗi, hai dãy xn yn và xn phẩy yn phẩy cùng tiến về 0,0, nhưng mà hai dãy ảnh tiến về hai hằng số khác nhau thì đủ để chúng ta kết luận là giới hạn cần tìm là không tồn tại. Vì ăn là 1 bằng 0 khác 1/3 bằng ăn là 2, nên dẫn đến chúng ta kết luận là không tồn tại lim của xy khi xy tiến về 0,0. Do đó cũng không tồn tại lim của xy chia 2x bình cộng y bình xy tiến về 0,0. Đây chính là lim của fxy khi xy tiến về 0,0. Mà giới hạn này không có thì đẳng thức là điều kiện để hàm liên tục cũng không thỏa được ha. Nói cách khác, đẳng thức lim fxy khi xy tiến về 0,0 bằng f tại 0,0 không xảy ra, không thể xảy ra. Hay nói cách khác là f gián đoạn tại 0,0, và đây chính là điều phải chứng minh. Và như vậy coi như các cái ý của cái bài số 4 đã được chứng minh.
mực cho cái bút. Câu số 5. Tính biểu thức A bằng Y nhân với Z phẩy X trừ X nhân với Z phẩy Y với Z là bằng R mũ 3 cộng 3 mũ R cộng với lốc nơi 3 của 1 cộng 2R. R thì là căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Cái thứ nhất ta có Z phải Z phải ở đây mình hiểu là Z phải theo R đó. Rồi là mình viết là DZ chia DR. R mũ 3 đạo hàm bằng 3R bình phương. 3 mũ R đạo hàm bằng 3 mũ R nhân với lốc nơi 3 của 3. Rồi lốc nơi 3 của 1 cộng 2R đạo hàm là lốc U đạo hàm bằng U phải chia U. 1 cộng 2R đạo hàm chính là 2. Chia cho U là 1 cộng với 2R. R phải theo x. Đàm riêng của hàm R theo biên x. Căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Lấy đàm riêng theo x. Căn u đạo hàm bằng u phải chia 2 căn u. 2x chia 2 căn. Viết là bằng x chia căn. Tương tự R phải theo biến y cũng bằng y chia cho căn x bình cộng y bình. Giờ áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp, còn được gọi là quy tắc mắt xích. Chúng ta có gì? Z phải theo x bằng Z phải theo R nhân với R phải theo x.
bằng 3 R bình cộng với 3 mỗi R nhân với log 3 của 3 cộng với 2 trên cho 1 cộng 2 R nhân với R phải theo x là x chia cho căn của x bình cộng y bình. Đàm riêng của z theo biến y bằng z phải r nhân với r phải theo y vẫn là 3 r bình phương cộng 3 mũi r log này 3 của 3 cộng với 2 trên cho 1 cộng 2 r nhân với y chia căn bằng 2 của x bình cộng y bình. Và như vậy biểu thức A cần tìm là gì? A bằng y nhân với z phải theo x trừ x nhân với z phải theo y như vậy. Các anh chị thấy là cùng bằng y nè, z phải theo x là z phải theo r nhân với r phải theo x trừ x nhân với z phải theo r nhân với r phải theo y. Như vậy mình lấy z phải theo r thì số chung đi, x nhân với r phải theo x trừ đi y nhân với r phải theo y. Như viết ngược rồi đó. Đây là y, đây là x, viết ngược như vậy là bằng z phải theo r nhân với y r phải theo x là x chia cho căn trừ đi x nhân với r phải theo y là y chia căn. Chúng ta thấy bên trong mặt đơn các anh chị thấy là bằng 0, nó gọn như vậy. Như vậy là bằng z phải theo r nhân với 0. Như vậy các anh chị thấy là đáp số là bằng 0. Thế vô đây hoặc là thế vô nguyên cái biểu thức này cũng được. Nguyên cái mặt đơn hơi dài này là chính là z phải theo r, mình cứ để nguyên được cũng được. Đây là một cách viết bài. Khi chấm bài thì các anh chị cứ viết thoải mái, tôi thẩm định chỉ có chỗ nào sai thì tôi mới trừ thôi. Các anh chị làm đúng hết thì về mặt toán học viết cách nào cũng được, miễn là nó đúng là đạt yêu cầu. Đúng sai thì tôi sẽ thẩm định. Bài số 6. Về đàm riêng của hàm ẩn. X trừ y bằng arctan của sao có x chấm phẩy y kỳ vậy ta, x nhân y bài này dĩ nhiên làm nè. Nếu các anh chị làm x nhân y thì chấm bình thường, nếu mà xem lại mà các anh chị thấy cái đề nó có vấn đề thì thôi coi như mỗi bạn được điểm bài này. Tương đương với x trừ y trừ đi arctan x y bằng 0. Giờ tôi đặt f lớn x y z bằng x trừ y x trừ z chứ sao viết sai nhiều chỗ nữa. X trừ z trừ arctan của x y thì cái hàm một trở thành là f lớn
XYZ bằng 0. À, các anh chị có đạo hàm riêng của hàm F lớn theo biến X là 1. X đạo hàm là 1. Z đạo hàm bằng 0 rồi. Arc tan U đạo hàm bằng U phẩy chia 1 cộng U bình U phẩy là X nhân Y. Lấy đạo hàm riêng theo X trên cho 1 cộng với XY đem bình phương. Như vậy là bằng 1 trừ đi x nhân y, lấy đạo riêng theo x rõ ràng là bằng y trên cho 1 cộng với x bình y bình. Để nó luôn được. Đạo riêng theo y xz đạo hàm đều là 0 hết, trừ đi arc tan u đạo hàm bằng u phẩy theo biến y trên cho 1 cộng u bình là x y đem bình phương. Trừ x nhân y, lấy đạo riêng theo y là bằng x chia cho 1 cộng với x bình y bình. Còn đạo riêng của hàm F lớn theo Z rõ ràng là trừ 1. X đạo bằng 0 trừ Z, lấy đạo hàm theo Z là trừ 1. Còn arc tan của X nhân Y, lấy đạo hàm là bằng 0. Vậy Z phẩy theo X bằng trừ đạo riêng của hàm F lớn theo X chia đạo riêng của F lớn theo Z. Và do vậy cho nên chúng ta thấy rằng là đạo riêng của hàm F lớn theo Z là trừ 1 với dấu trừ là cộng 1. Như vậy bằng giữ nguyên F phẩy theo X 1 trừ đi Y trên cho 1 cộng X bình Y bình. Đạo riêng của hàm Z theo biến Y bằng trừ đạo hàm riêng F lớn theo Y chia đạo hàm riêng của F lớn theo Z. Như vậy cũng bằng F phẩy Y luôn. Tức là bằng trừ X trên cho 1 cộng X bình Y bình. Và như vậy đến đây là kết thúc cái bài số 6. Số liệu nó cũng tương đối đẹp ha. Nhưng về mặt toán học mà nói là cái cho nó đúng là cái arc tan của x chấm phẩy y thì coi như sai về mặt toán học này, đề sai. Câu số 7. Cho F là hàm khả vi đến cấp 2, giải này. Chứng minh rằng hàm số V kép theo hai biến XT được định nghĩa là bằng F của X trừ 2T thỏa mãn cái phương trình truyền sóng. Bây giờ đặt U bằng X trừ 2T thì kéo theo hàm V kép bây giờ là như FU. À, và cái sơ đồ là V kép theo biến U. U theo hai biến là XT. Cho nên bây giờ đạo hàm riêng của V kép theo X bằng đạo hàm của hàm V kép theo biến U nhân với U phẩy theo X. Ở đây mình tính luôn U phẩy theo X. X trừ 2T đạo hàm riêng theo X là 1. U phẩy theo Y
xin lỗi, u phẩy theo t bằng trừ 2 luôn theo t, như vậy là bằng trao hàm của v kép theo u. Như vậy đạo hàm lần thứ nhì tam cấp 2 của v kép theo x có nghĩa là d bình của v kép trên cho d x bình đó thì chính là bằng lấy v kép phải theo u lấy đạm riêng theo x. Vậy là bằng đạm cấp 2 của hàm v kép theo biến u nhân với u phải theo x, và u phải theo x cũng là 1 cho nên là bằng đạm cấp 2 của v kép theo biến u luôn, mình có thể viết như vậy. Rồi theo x và theo t đạo hàm của v kép theo t bằng đạo hàm của v kép theo biến u nhân với u phẩy theo t. Vậy đạo hàm của v kép theo biến u nhân với trừ 2 nhân với v kép phẩy theo u. Đạo hàm lần thứ nhì theo biến t lấy trừ 2 nhân với v kép phẩy theo u lấy đạo hàm lần nữa theo biến t, trừ 2 là hằng số viết lại nè. Như vậy đạo cấp 2 của v kép theo u nhân với u phẩy theo t về nhân với trừ 2 nữa thành 4 đạo cấp 2 của hàm v kép theo biến u. Mình có thể viết lại 4 nhân với đạm cấp 2 của v kép theo u như thế này. Bài này viết dưới dạng chữ đề công nó có vẻ hay hơn. Vậy đạm cấp 2 của v kép theo biến t bằng 4 nhân với đạo hàm cấp 2 của v kép theo biến u, mà đạm cấp 2 của v kép theo biến u chính là đạm cấp 2 đạm riêng cấp 2 của v kép theo biến x. 4 nhân với đạm cấp 2 riêng cấp 2 theo x 2 d bình v kép trên cho d t bình bằng 4 nhân với d bình v kép trên cho d x bình thì phải chứng minh. Rồi và như vậy thì đến đây thì một lời giải cho cái đề thi giữa kỳ môn vi tính phân 2B của lớp 21-1 đến đây là xong. Chúc các anh chị mọi chuyện tốt lành.